anh chàng Rio quyết định tham gia cuộc thi chạy marathon để hoàn thành tâm nguyện của người mẹ quá cố. Nhưng với một người chưa bao giờ cố gắng hay quyết tâm làm điều gì, thì thành công đối với anh là điều quá xa vời. Mình nên đi bộ. Tôi cũng tham gia cuộc thi marathon ở Promo năm ngoái. Tôi có thể chạy cùng cô không? Cũng được. Việc duy nhất của anh ấy là tập chạy. Năm nay anh tham gia cuộc thi marathon nào? Năm nay tôi sẽ tham gia cuộc thi marathon ở Angkor Wat, Campuchia. Đó là ở đâu? Campuchia. Cô sống cùng ai? Tôi ở cùng với bố mẹ. Cô có bạn trai chưa? Tại sao lại hỏi vấn đề này? Con chưa bao giờ hoàn thành được việc gì trong đời cả. Hãy chạy một mình đi. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Sao lại đột nhiên quan tâm đến marathon vậy? Người muốn tham gia cuộc thi marathon thực ra là mẹ tôi. Nhưng bà ấy đã qua đời. Đó là động lực tốt. Thành thật mà nói, người đã thúc đẩy tôi tập chạy chính là cô. Sự xuất hiện của cô gái yêu thể thao đã giúp anh nhận ra rằng đừng bao giờ gục ngã trước những khó khăn. Hãy cố gắng và tiếp tục, bạn sẽ thành công. Con hãy nhớ, thứ mà con phải đánh bại là chính bản thân mình. Khi tôi quá kiệt sức, tôi tự nhủ với chính mình, mình sẽ làm được, chỉ một km nữa thôi. Giành chiến thắng của cuộc đua không còn là điều quan trọng, vượt qua được chính mình mới là thành công vẻ vang nhất. Vẫn cố chạy hả con? Vâng thưa bố. Mời các bạn đón xem bộ phim hài hước lãng mạn của Indonesia Chạy Nào trên kênh Screen Red.